Xin chào mọi người, thì đã quay trở lại trong video mới và rất là vui khi được gặp mọi người mỗi tuần như thế này. Video ngày hôm nay nó sẽ hơi liên quan đến video hồi tuần trước, video thư review bản mắt Romaine Better Than Ice màu số 2, màu Dry Rose, màu cánh hoa hồng khô hay mọi người hay gọi là màu hồng đất đó. Thì video này Thư sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà làm sao Thư đã tạo ra được cái màu gần giống như là như vậy, chắc khoảng tương tự đến 80-90%. Mà trước khi Thư mua được cái bảng của Romaine đó thì Thư vẫn hay làm cái cách này. Thì cũng không có quá nhiều màu đâu. Mình mong là cái video này nó sẽ giúp ích cho mọi người trong cái việc mà make up mắt hàng ngày. Và có thể là các bạn cũng đang có những cái màu sắc mà Thư sắp sửa gợi ý đây mà vô tình các bạn đã quên mất, thì các bạn hãy nhớ xem hết video xem là mình có bỏ sót màu mắt nào ở trong cái tủ đồ make up của mình không nha. Đầu tiên là màu Thư rất là hay sử dụng để tạo ra cái hiệu ứng mắt cánh hoa hồng khô, đó chính là những cái màu ở trong bảng của The Balm này, bảng In The Balm of Your Hand Volume 2 mà Thư nhắc đến rất là nhiều lần ở trên kênh của mình rồi. Thì ở trong này nó có đủ hai màu để giúp Thư tạo nên cái màu mắt cánh hoa hồng khô đó. Đầu tiên sẽ là cái màu nền ở phía bên dưới, là cái màu nâu này. Cái màu nâu này mọi người có thể thấy là cái màu nâu hơi nâu nâu mà nó cũng hơi hồng hồng đúng không? Thì đây chính xác là cái màu Thư rất là ưng và nó là trợ thủ đắc lực để giúp Thư tạo ra cái màu mắt cánh hoa hồng khô. Tiếp theo Thư sẽ sử dụng cái màu Instant này để nhấn cái phần đuôi mắt của Thư. Thì cái màu này á, nó vừa là màu má vừa là màu mắt được luôn. Mọi người có thể sử dụng linh hoạt cái màu này. Màu này Thư cảm thấy nó tương tự cái màu trong cái bảng của Romaine đến khoảng 85% đến 90%. Nói chung là nó khá là giống luôn á. Lúc mà Thư lấy cái bảng Romaine về á thì Thư nhìn là Thư thấy là ô thì ra là nó giống đến như vậy. Thì nếu như mà bạn nào không muốn mua cái bảng của Romaine mà các bạn muốn mua một cái bảng lớn hơn, một cái bảng tiện hơn để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nữa, thì Thư gợi ý là mọi người hãy mua cái bảng này. Bởi vì cái bảng này á, nó vừa có phấn má nè, vừa có tạo khối luôn, vừa có highlight luôn, và vừa có cái màu mắt luôn. Thậm chí màu má chúng ta cũng có thể sử dụng làm màu mắt. Những cái màu mắt đậm như thế này á, thì chúng ta có thể sử dụng làm eyeliner bằng dạng phấn á mọi người, rất là tiện. Thì nếu như mà bạn nào muốn tìm một cái bảng siêu tiện lợi thì Thư gợi ý cái bảng In The Balm Of Your Hand Volume 2 này là một cái bảng mọi người nên tham khảo để mua. Tiếp theo, một màu mà Thư muốn gợi ý cho mọi người nữa là đến từ bảng Colourpop Ghibli này. Bảng này thì Thư nghĩ những bạn nào yêu thích cái makeup tông cam thì đã có cho mình cái bảng này rồi đúng không? Tuy nhiên thì trong cái bảng này nó có cũng vài gam màu hồng mà chắc là các bạn đôi khi cũng quên mất. Thì trong cái bảng này có một cái gam màu hồng mà Thư cảm thấy khá là giống với cái bảng Romaine. Thì đó chính là cái màu hồng ở bên góc này. Cái màu hồng này nó không phải là dạng lì mà nó là dạng shimmer có nhũ nhẹ. Thì cái màu này á, nó không có bị pha lẫn với cái màu hơi đào đào, cái màu hơi cam cam giống như là những cái màu hồng còn lại ở trong bảng này. Thì cái màu này hoàn toàn là một cái màu hồng luôn. Thì nếu như các bạn dùng để nhấn phần đuôi mắt á, thì mình lưu ý với các bạn là cái bảng này nó lên màu cũng khá là chuẩn. Nếu như mà các bạn lấy cọ và quên phẩy hoặc là phẩy ít á, mà các bạn đưa lên nhấn vào đuôi mắt luôn á, thì nó sẽ ra cái màu rất là đậm. Và đôi khi nếu như mà chúng ta tán không quen thì nó sẽ để lại một cục ở phía đuôi mắt này luôn. Thì Thư nghĩ là mọi người nên cẩn thận khi sử dụng những cái bảng mắt này. Những cái bảng mắt mà của Âu Mỹ á, thì nó lên màu khá là tốt. Thì các bạn nên phải cọ nhiều lần và tán từng lớp thôi nếu như mà chúng ta chưa quen. Hôm nay thì Thư đang bị bệnh và nói nãy giờ kiểu cảm giác cổ họng nó bị gắt á. Thư đang bị đau họng nữa cho nên là nghỉ một lát sau đó mới tiếp tục quay lại. Nãy giờ Thư gợi ý cho mọi người là những màu hồng ở trong hai cái bảng mắt. Thì lỡ như chúng ta không có hai cái bảng mắt đó thì thế nào đây? Thì ở đây Thư có một cái màu đơn của Bia. Màu đơn thì Thư nghĩ là
rất là nhiều bạn sở hữu cho mình màu đơn đúng không? Bởi vì Thư biết rằng có những bạn có sở thích không muốn sắm bảng mắt đâu, mà các bạn muốn sắm màu đơn để kết hợp lại với nhau. Thì cái màu đơn này á, có Thư thấy rất là nhiều hãng có cái màu tương tự như thế này, là màu hồng, là màu hồng nhưng mà nó hơi có ánh đất một chút, cái ánh đất khá nhẹ thôi chứ không có nhiều. Thì để làm sao tạo ra được cái hiệu ứng hoa hồng khô thì Thư hay dùng cái này, và Thư pha thêm một chút cái màu nâu mà Thư để tạo khối á, cái màu nâu trung tính, nó không có quá cam, để pha chung với cái màu này thì nó sẽ ra được cái màu hồng đất, màu hoa hồng khô rất là đẹp. Cuối cùng, để tạo ra một đôi mắt với ảnh hoa hồng khô thật đẹp, chúng ta không cần phải sử dụng phấn mắt nữa đâu mọi người, và chúng ta có thể lấy từ son. Trời, son thì Thư nghĩ là các bạn có cho mình rất là nhiều thỏi son đúng không? Thì tại sao chúng ta không làm màu mắt từ son của mình luôn? Thì cái màu mà Thư muốn gợi ý cho mọi người đó chính là màu T02 của Black Rue trong cái dòng mà Cotton Lip Color. Và Thư cũng không ngờ rằng Thư có thể sử dụng được lên mắt của mình, bởi vì Thư sợ rằng cái màu nó quá đậm á, thì Thư không thể tán kỹ được. Thư không có quen tay thì Thư tán nó sẽ bị một cục. Nhưng mà cái màu này á, nó cũng không có quá đậm để mà chúng ta bị cái trường hợp như vậy. Cũng như là cái chất son của nó khá là dễ tán. Thậm chí là Thư có thể dùng cái này để làm màu má luôn. Thì cái này nó rất là tiện, các bạn có thể tạo ra được một cái makeup đơn sắc cho mình bằng cái màu mắt nè, màu má, màu son luôn bằng một cây này thôi. Thì rất là đẹp và rất là tiện đúng không? Chúng ta không cần phải sắm sửa cái gì quá nhiều hết. Thì đây là một cái gợi ý mà Thư nghĩ là rất là hợp lý, rất là tiết kiệm để mọi người có thể tạo nên cái màu mắt, màu cánh hoa hồng khô. Thì đó là những gì mà Thư hay dùng để tạo ra makeup hoa hồng khô trước khi mà Thư có được bảng mắt của Roman. Thư mong rằng video này sẽ giúp ích cho mọi người, sẽ gợi nhớ lại cho mọi người phần nào rằng mọi người cũng có những cái màu tương tự như vậy ở trong tủ đồ makeup của mình. Và rất mong mọi người sẽ chia sẻ nhiều hơn với Thư thông qua những bình luận ở phía bên dưới video, hoặc là mọi người có thể kết nối với Thư ở bên Facebook, ở bên Instagram nữa nha. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video của Thư. Nếu như thích thì đừng quên like và đăng ký kênh của Thư ở phía bên dưới để tạo động lực cho Thư ra thêm nhiều video hơn nữa. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau. Chào tạm biệt.